Nếu bạn đang băn khoăn không biết bắt đầu học tiếng Anh từ đâu và học như thế nào, hãy truy cập theo đường link englishhanaphạm.gr8.com. Tại đây, Hana có tất cả các chương trình giúp bạn có thể giao tiếp tiếng Anh thành thạo. Hãy truy cập theo đường link englishhanaphạm.gr8.com và đăng ký theo hướng dẫn để lựa chọn cho mình khóa học phù hợp nhé. See you next time. Let's go! Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hana cùng ca khúc của tuần này Maps, bản đồ. Chỉ một chữ thôi và cái tên này có thể tiết lộ cho bạn được những gì về nội dung của bài hát. Các bạn thân mến, có vô vàn những lý do khác nhau dẫn tới sự tan vỡ của một mối tình. Và kết quả của sự tan vỡ thì cũng muôn hình vạn trạng. Có những khi chỉ một hiểu lầm nho nhỏ thôi mà đối phương không kịp giải thích, người kia đã vội giận dữ để rồi khiến mọi thứ đi quá xa và rồi cả hai đều không tìm được đường về. Maps kể về một câu chuyện tình như vậy. Hãy cùng Hana tìm hiểu ca khúc này nhé! I miss the taste of a sweeter life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations. Anh nhớ cuộc sống ngọt ngào trước đây, anh nhớ những cuộc trò chuyện. Anh đang tìm kiếm một bài hát cho đêm nay, anh đang chỉnh qua mọi đài. Danh từ taste là hương vị. Taste, taste. Sweet là tính từ mang nghĩa ngọt hay ngọt ngào. Sweet, sweet. Search for là cụm động từ có nghĩa tìm kiếm. Search for, search for. Station ngoài nghĩa là sân ga thì nó còn có nghĩa là trạm phát thanh nữa nhé. Station, station. Đọc nối âm nhé các bạn. I'm changing all of stations. I like to think that we had it all. We drew a map to a better place. But on that road I took a fall. Oh baby, why did you run away? Anh thích nghĩ rằng đôi ta đã có tất cả. Chúng ta cũng đã vẽ một bản đồ hướng tới tương lai tươi đẹp. Nhưng trên chính con đường ấy, anh đã vấp ngã. Ôi em yêu, tại sao em lại bỏ chạy chứ? Động từ draw là vẽ. Draw, draw. Chúng ta đã quá quen với Google Map rồi đúng không nào? Danh từ map là bản đồ. Map, map. Fall vừa là động từ mang nghĩa ngã và nó cũng vừa là một danh từ mang nghĩa sự rơi hay sự ngã nhé. Fall. Và ta có take a fall là bị ngã hay bị vấp ngã. Take a fall, take a fall. Cụm động từ run away là chạy đi. Run away, run away. Hãy đọc nối âm các câu hát trên cùng Hana nhé. I like to think that we had it all. We drew a map to a better place. But on that road, I took a fall. Oh baby, why did you run away? I was there for you in your darkest times. I was there for you in your darkest nights. But I wonder where were you when I was at my worst, down on my knees. And you said you had my back, so I wonder where were you? All the roads you took came back to me.
So I'm following the map that leads to you, the map that leads to you, and nothing I can do. The map that leads to following, following, following to you, the map that leads to you, and nothing I can do. The map that leads to following, following, following. Anh đã bên em trong những thời khắc u ám nhất. Anh đã bên em trong những đêm tăm tối nhất. Nhưng anh tự hỏi em đã ở đâu khi anh ở trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, gục ngã trên đôi chân mình. Và em nói em ủng hộ anh. Tình yêu là thế, khi duyên đã cạn, tình đã hết, thì những lời hứa, những hoạch định tương lai trước đó cũng theo đó mà tung cánh bay đi. You had my back. Em luôn ủng hộ anh. Nhưng em chẳng thể bên anh được nữa, thì anh sẽ phải tự đứng trên đôi chân của mình. Ta có danh tớ back, là lưng. Back, back. Have somebody's back, là có được sự ủng hộ của ai. Have somebody's back. Ví dụ, do whatever you want, you have my back. Con hãy làm bất cứ thứ gì mà con muốn, mẹ luôn ủng hộ con. Ta có thể ngữ at somebody's worst, là trong tình trạng tồi tệ nhất. At somebody's worst. Ví dụ, she's at her worst because she has just lost her son. Bà ấy đang trong tình cảnh tồi tệ vì bà ấy vừa mất con trai. Down on somebody's knees, là một thành ngữ mang nghĩa van xin hay cầu nguyện. Nhưng nghĩa đen của nó thì ta có thể thấy đó là một hành động quỳ gối xuống, đúng không nào? Và để đúng với tâm trạng của nhân vật trong bài hát, chúng ta sẽ dịch cụ down on my knees với nghĩa là gục ngã trên đôi chân của mình nhé. Down on my knees. Động từ wonder là thắc mắc hay tự hỏi. Wonder, wonder. And you said you had my back, so I wonder where were you? All the roads you took came back to me. So I'm following the map that leads to you, the map that leads to you, and nothing I can do. The map that leads to following, following, following to you. Em đã nói rằng em ủng hộ anh. Vì vậy, anh thắc mắc em đã ở đâu khi mà con đường em đi đều quay trở về bên anh. Vậy nên, anh đang lần theo tấm bản đồ dẫn lối đến bên em. Chẳng có gì là anh không thể làm được. Tấm bản đồ đưa anh đến bên em, dõi theo em. Danh từ road là con đường. Road, road. Ain't là giọng viết tắt của am, is, hay are, hay have, has, hoặc một số trợ động từ khác cộng với not. Ain't, ain't. Follow, động từ mang nghĩa theo sau. Follow, follow. Lead là dẫn dắt hay dẫn lối. Lead, lead. I hear your voice in my sleep at night. Hard to resist temptation, 'cause something strange has come over me. Now I just can't get over you. No, I just can't get over you. Anh nghe thấy giọng nói của em trong giấc ngủ đêm. Thật khó để chống lại sự cám dỗ ấy, bởi có điều gì đó kỳ lạ bỗng nhiên bao trùm lấy anh. Và giờ đây, anh chẳng thể quên được em. Anh chẳng thể quên được em. Động từ resist là kháng cự hay chống cự. Resist, resist. Temptation, danh từ là sự cám dỗ hay sự quyến rũ. Temptation, temptation.
strange, tính từ, nghĩa là lạ. Strange, strange. Come over, ngoài nghĩa đến với thì nó còn có nghĩa là choán hay trùm lên. Come over, come over. Get over somebody là cố quên ai đó. Get over somebody, get over somebody. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài hát của tuần này rồi. Hãy cùng Hà Nào ôn lại bài nhé. Taste, hương vị. Sweet, vị ngọt hay ngọt ngào. Search for, tìm kiếm. Station, sân ga hay trạm phát thanh. Draw, vẽ. Map, bản đồ. Fall, sự ngã, sự rơi. Take a fall, bị ngã, bị vấp ngã. Run away, chạy đi. Back, lưng. Have somebody's back, có được sự ủng hộ của ai. Wonder, thắc mắc, tự hỏi. At somebody's worst, trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Down on somebody's knees, van xin, cầu nguyện hay gục dưới chân ai. Road, con đường. Ain't là viết tắt của am, is, are, have hay has hay một số động trợ động từ khác cộng với not. Follow, theo sau. Lead, dẫn dắt hay dẫn lối. Resist, kháng cự hay chống cự. Temptation, sự cám dỗ, sự quyến rũ. Strange, lạ. Come over, choán hay trùm lên. Get over somebody, cố quên ai đó. Well done. Ok, giờ thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại bạn vào thứ ba tuần tới nhé. Đừng quên like và subscribe kênh để nhận được thông báo cho những video tiếp theo nhé. Ta-da!